Thầy giáo lo 700 suất cơm không đồng mỗi ngày, có hôm tôi nhận 3.000 tin nhắn xin giúp đỡ. Khi mọi người còn đang say giấc, thì các thành viên trong gia đình thầy giáo Huỳnh Quang Khải ở thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu ngày mới bằng việc nấu hàng trăm suất ăn cho người nghèo. Thầy giáo Huỳnh Quang Khải từng được nhiều người biết đến với biệt danh thầy giáo Doraemon với 13 năm dạy lớp học tình thương cho những trẻ em khó khăn. Suốt thời gian thành phố Hồ Chí Minh giãn cách xã hội, anh Khải chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn đủ thứ. Vậy nên anh quyết định cùng những người thân trong gia đình nấu những suất ăn miễn phí cho người nghèo. Ngày đầu, gia đình anh Khải làm 100 phần cơm miễn phí và phát trước cửa nhà. Sau đó thấy lượng người khó khăn nhiều, gia đình tăng lên 150 suất, rồi 250 suất, rồi giờ là gần 700 suất ăn mỗi ngày. Mỗi ngày tôi nhận vô số tin nhắn cầu cứu của mọi người. Có những hôm trong 12 tiếng đồng hồ, tôi nhận không dưới 3.000 tin nhắn cầu cứu. Có hôm tôi đi tắm 15 phút mà ra ngoài có tới 32 cuộc gọi nhỡ. Có những người cầu cứu tôi vì họ ăn mì tôm cả 2 tháng nay. Mỗi bữa ăn nửa gói mì, nhưng đến giờ thì mì sắp hết. Tôi thấy xót xa lắm vì bình thường tôi ăn mì một tuần là không nuốt nổi mà người ta ăn ròng cả tháng. Tội nhất là nhà có trẻ sơ sinh, chồng thất nghiệp, vợ thất nghiệp và không còn khả năng duy trì nên cầu cứu tôi. Vậy là tôi lại lên xe và đi, anh Khải chia sẻ. Mẹ với dì mình nấu nướng và chế biến chính, còn những người còn lại đi nhặt rau, nấu cơm canh, mỗi người một công việc. Đứa cháu nhỏ 10 tuổi của tôi cũng tham gia, mỗi người ai làm việc nấy, tuổi nhỏ làm việc nhỏ. Còn có cả những tình nguyện viên đầy nhiệt huyết nữa, những người sẵn sàng làm đầu mối giúp bếp ăn có nguồn thực phẩm để nấu mỗi ngày, anh Khải tâm sự. Ngày nào bếp ăn không đồng của gia đình anh Khải cũng bắt đầu từ 4 giờ sáng và nấu nướng không ngừng nghỉ đến 9 giờ tối. Hễ có cơm chín là anh Khải lại cho lên xe đi tặng mọi người. Những người còn lại trong gia đình thì tất bật chuẩn bị thực phẩm cho bữa sau. Anh Khải chia sẻ có những lúc anh mệt quá, thậm chí có suy nghĩ muốn dừng lại vì nguồn kinh phí để duy trì bếp cũng như thực phẩm có lúc rất khó khăn. Khi mình có ý định bỏ bếp thì nhận được sự động viên của rất nhiều người, người cho thịt, người cho gà, mỗi người một chút và rồi bếp ăn lại đỏ lửa với hàng trăm suất cơm mỗi ngày. Tôi cảm thấy rất vui vì nhận được sự hỗ trợ của mọi người để tiếp tục duy trì bếp ăn không đồng cho những người khó khăn. Trong hành trình thiện nguyện, ít nhất tôi cũng không đơn độc chút nào, anh Khải nói. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.